thấy là muốn ăn. Rất hấp dẫn luôn. Cô bác chị bác, trước tiên thì Sơn xin kính chúc cô bác chị bác được thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay Sơn làm cái món sườn heo nấu măng. Đây mình mua được mới sườn, này sườn này mình khử mùi rồi, khử mùi tại cái mấy khâu khử mùi này mình làm nhiều lần quá rồi, mình không làm lại. Nhưng mà mình khử mùi là rượu với gừng với chanh, chanh nữa cho tẩy trắng sườn, gừng cho nó thơm, muối cho nó ra bao chắc bẩn. Sạch hết trắng tinh. Đây mình có chuẩn bị thêm là bốn cái khúc xương ống này. Xương ống này mình tạo nước ngọt. Này nấu măng thì đây mình có chuẩn bị một cục măng, măng bình tông. Măng tông như thế này rất là ngon. Còn mà măng bình tông lúc này thì ăn ngon nè. Lúc mà mưa chừng tháng nữa là cái mục măng nó trong này nó sơ không à, nó thành như cây vậy, ăn không ngon. Đây, rồi đây mình có chuẩn bị là củ cải trắng này. Cái củ cải muối nè, hai cái này mình nấu nước ngọt cho nó thơm nữa. Rồi ốc ngò, gừng. Gừng này mình nướng. Hành tím mình cũng nướng rồi nhưng mà còn nóng quá mình chưa bóc vỏ. Đây cà chua, cà chua này mình làm tạo màu. Và một chai dầu điều. Và đồ nếm nếm thông thường thôi, đơn giản. Đây mình cho bốn khúc xương ống này vô, mình nấu hầm cho nó lấy nước từ ngọt. Cái xương sườn này hồi mình chưa sao, cái xương sườn này mình nấu chung cái này hồi là nó sẽ nó mềm quá không ngon. Này mình hầm, hầm cái tiếng hồ cho nó ra nước ngọt. Rồi mình cho miếng muối vô. Và một trái chanh. Muối cho ra chất mũ, chanh thì mình tẩy cho trắng. Măng nó mua nó ngon, còn măng mưa già quá nó sơ không. Cái đọt này mình chẻ nhỏ thì mình luộc cái nó chẻ nhỏ nó bẫy hết, mình để nguyên như này mình luộc xong mình chẻ lại cái nữa nó không bẫy. Thì nước nó thiệt sôi như thế này mình cho măng vô thì măng nó mới trong, mà khi mình lấy măng ra là mình đi rửa nước lại liền, rửa nước lạnh lại chứ mình thấy lâu là nó cũng sẽ lên màu vàng. Trong này chút xíu vô ăn, mình cho chai dầu điều vô. Xíu hành tím với tỏi. Cho chút xíu hạt nêm vô cho nó thấm vô nó ngon. Xíu ngọt. Giờ tí đường cát. Mắm. Cà vậy được rồi. Cái măng mình lấy ra mình rửa nước lại. Măng nó trắng tinh luôn.
nó không có thấy một tí xíu nó màu vàng luôn, chín luôn hả? Chín luôn. Để cho mình xào cái măng này. Hạt lim tí xíu đường cát rồi nước mắm tôi xay mình xào măng như thế này, thứ nhất là nó thấm nó ngon, thứ hai nó thơm nữa, lúc mình bỏ vô cái nồi lẩu mình là ngon hơn mình thả mình bỏ vô lẩu là không ngon này, nó thấm gia vị vô ăn miếng măng thì nó cảm giác hơn. Vậy được rồi, mình tắt lửa để mình cho cái hành với gừng nướng vô, gốc ngò rồi củ cải trắng, củ cải muối. Rồi, mình nêm luôn, hạt nêm, muối, đường phèn, bột ngọt. Rồi mình vớt cái gốc ngò luôn ra. Ngò hành vớt cái hết, cái này nó ra mùi hết mùi rồi. Quá sức cái nồi xương rồi, mang vô mang tới luôn rồi, bây giờ mình hầm tiếp quá sẽ ngon luôn. Tới luôn mấy cái cục sụm tới luôn, nấu vừa kẹo vừa nước vừa cái nó ngon. Cho cài vô. Đó. Tới luôn không? Cái này nó có hậu chua chua ngọt ngọt, thơm thơm không? Cái chua là chua cái cà, cái chua hậu dịu dịu. Cho miếng hành phi lên. Hành tím phi. Thơm. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ê, hôm nay hai anh em ăn bún sườn măng ha. Ai căng thử coi. Hai anh em thi ăn. 700g. 700g. Đúng rồi đây. À, tô nào cũng như tô nấy hết. Anh cái gì anh bóc tô nào cũng vậy anh ơi. Đúng rồi. Hôm nay mình nạo thử coi. À, 700g nhưng mà cái tô này có 200g thôi. Thì tức là cái tô mỗi tô 500g. 3 kg. À, 3 kg. Bên này 3 kg, bên đó 3 kg là 6 kg. Ừ. Thì, hôm nay hai anh em thi tốc độ nha. Mình phải cẩn chút nha. Bao nhiêu phút anh? Chờ để hỏi ý kiến anh em cái để chưa để vô xăng cái đừng mới chạy. Thôi giờ mà trước đây xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng bún ổ hủ tiếu hầm măng. Thôi hết sức cái đau lòng. Mời cô chú bún anh bún à. Mời cô chú anh chị và các bạn dùng bún với sườn heo. Mình anh em mình là giữ giữ không à. Bún đâu mà đâu ngày hôm qua hủ tiếu, hôm qua ăn hủ tiếu, hôm nay ăn hủ tiếu rồi. Hủ tiếu. Bây giờ thế này, hai anh em hôm nay ăn tốc độ ha, thi tốc độ ha. Dạ. Mà là, tức là mỗi một người 3 kg. Yeah. 25 phút nhắm được không? Ok anh. Lộn. Anh ba ý anh ba sao hãy muốn thêm thì em thêm thôi cỡ có được anh ơi. Được ha. Vậy tốc độ ha. Vậy đi đã nói tốc độ là mình chơi cỡ đó được rồi. Rồi tốc độ ai hết trước hết nước hết cái luôn. Có cái đó đây bỏ đây đây dằn vô dĩa
tôi dễ xương vô thịt chôm đi cho thịt chôm có tinh thần ở chiến đấu rồi chưa bám mồi đây quốc à. Chuẩn bị nha, rồi 25 phút chuẩn bị bắt đầu. Wash it. Hand in, wash it. Okay, hôm nay là hai anh em phát huy hết tinh thần gió sĩ đạo luôn nè. Mình thấy là xiết cò một cái, beng một cái nãy giờ là xiết cò. Tinh thần gió sĩ đạo luôn. Tinh thần là chiến đấu. Hôm nay hai anh em siết cò quá mình không có dám hỏi luôn. Đây anh em chia phối. Không dám bắt chuyện luôn. Ăn bò tô mình mới thấy ra chui miệng cái không có thời gian để chui miệng luôn. Xịt cọ quá.
Thầy chua bà gì. Rồi chết rồi em trai. Hôm nay em gặp cái máy máy coi như là máy gây rồi. Gừng càng dài càng cay đấy em. Thì chúng nó ăn lẹ 90 ở trong cái vừa thù lâu á chồng. Cố đem. Thì chúng mà huấn luyện kiểu này dài là đợt nữa là sức trẻ có khác. Chín người trong thù ơi quên ba xa đâu lúc này chị chung cũng lẹ hai anh em ăn hết hai tô này mà trong vòng 10 phút là kỷ lục luôn á anh em siết cò từ sớm giờ coi như là hồi nãy đầu vô 1, 2, 3 beng cái là tới giờ là không nghe anh ba nói tiếng nào luôn. Sì Chôm có nói một tiếng là chúa giật mình. Cố lên Sì Chôm ơi, cố lên em ơi. À, để sát nút anh ba về dài chiến theo kịp anh ba thi với anh ba rồi chứ lấy huy chương vàng nhé, huy chương vàng của đồng quê chứ không ai tặng huy chương hết. Một bàn không còn miếng nước luôn. Rồi chuẩn bị năm tô 8 phút còn tô cuối cùng giờ trước 10 phút luôn. Cố lên bay giờ trước 10 phút luôn là du lịch thiên hà luôn. 3 ký mà có 10 phút. Cỡ nào cũng có đeo phải chứ Dung. Cố lên em, anh đương cổ vũ cho em nè em. Thua mà thua phải cũng phải ngắn cao đầu vậy này nước ha. Giống như đá banh vậy, thua ngắn cao đầu vậy nước. Cố lên em ơi. Cố lên ơi. Ba ký 10 phút. Không tin nổi luôn. Hai người là 6 ký. Hay quá Sì Chôm ơi. Gà Sì Chôm này có thể dài lần nữa là gà những SEA Games được. Siết co rồi. Trận đấu này phải nói là quyết liệt luôn. Quá dữ luôn. Ngon. Còn lũng nữa. Cố lên em ơi. Thôi nhưng mà về nước vẫn cao đầu. Ngắn cao đầu. Có số dân ba là khán giả hàng triệu khán giả đương chờ em Sì Chôm ơi. Rất là ngon. Rất là ngon em. Hồi nãy anh nấu cái món này bà xã anh không biết có bóc cứ không biết nha. Bà xã anh nói ngon quá anh ơi. Món này anh làm ngon quá. Thơm mà nó mềm, xương thì nó mềm mà có hầu chua hầu ngọt. Trời. Hồ hồi nó như tắm vậy. Dạ. Cơm này nóng à. Ừ, nóng. Không mà bữa nay nắng nè, không mưa hết mưa rồi, nắng quá nó gắt nè, gắt nè. Ừ. Nắng thì mới làm khổ cho mấy người xa lúa chứ. Sáng dậy giống trời trẻ muốn không nổi ạ, à. Nắng đó. Tôi ở trần luôn, nó lột áo ra vậy. Nắng vậy rồi lúa có bị cháy không? Không đến đổi. Không đổi à. Đất mình bị sữa nó có nó lầy á. Ừ. Cái nhựa nó cũng đỡ. Hai anh em ăn xương cũng rất là sạch luôn. Ừ.
quá hay chị Dâm ơi. Hay hay nhưng mà cũng đừng có buồn nghe chị Dâm. Cái tờ đó đem qua cho anh ba giùm ấy chị Dâm ơi. Nói lấy giùm đi. Liếc liếc liếc. Liếc gì mượn lấy giùm cũng liếc nữa. Rồi chút đổi ra cho 2 xỉu một phải ha. Liếc mượn cái chỉ giùm mà liếc được á. Sao anh thấy chị Trâm ăn hôm nay tiến bộ rồi chị Trâm? 3 ký này em theo em á còn phải ăn được chút đỉnh hơn nữa không em? Em hả? Ừ. Dạ còn anh. Dạ em ơi không em nhai mấy cái chậm chút đi. Làm thêm tô nó được không em? Dạ bình thường. Wow, đúng rồi tiến bộ ha. Ở đây mấy anh em mình cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác các chị bạn sức khỏe dành ăn chào lại. Bye bye. Bye.